Hello, xin chào cả nhà. Trong video này thì Nam sẽ chia sẻ về một cái câu hỏi của cái bạn tên là bạn Dung. Bạn ấy hỏi Nam đó là: thầy ơi, làm thế nào để thu hút được khách hàng ngày càng đông? Và trong video này thì Nam sẽ chia sẻ cái câu trả lời đó. Làm thế nào để thu hút được ngày càng đông khách? Thì điều đầu tiên chúng ta phải hiểu như thế này đã này. Để ngày càng đông khách thì điều đầu tiên là mình phải có khách, đúng không ạ? Mình phải có khách, và càng ngày đông hơn nữa thì đó là ngày càng đông khách. Vậy thì trước khi chúng ta muốn là ngày càng đông khách thì mình hãy làm sao để ngày hôm nay mình có khách và ngày hôm nay mình đông khách đã các bạn. Mọi người thường tập trung vào một cái tương lai rất là xa, đó là ngày càng đông, ngày càng đông, ngày càng đông. Rất ít người thì lại tập trung vào việc là đo lường kinh doanh theo ngày, tức là ngày hôm nay là cứ phải có khách đã. Chúng ta thường hay có tâm lý đó là tạo ra một cái gì đó ở trong tương lai rất xa và làm cái điều đó, chạy theo cái điều đó. Thì đấy cũng là một cái tâm lý rất là đúng và chuẩn, ok. Nhưng có một, chúng ta sẽ tốt hơn nếu chúng ta thực hiện thật tốt những điều chúng ta muốn ở trong ngày hôm nay. Làm sao để ngày càng đông khách hàng hơn? Thì việc đầu tiên là ngày hôm nay của chúng ta phải có khách đã. Cơ sở chúng ta có khoảng tầm 8 giường, hoặc cơ sở chúng ta nhỏ hơn một chút có khoảng 5 giường. Thì làm sao để mỗi một ngày mình có khoảng, tôi nói một cái cơ sở nhỏ nhé, mỗi ngày mình có khoảng tầm 10 lượt khách hàng đến với chúng ta và đạt được cái mục tiêu doanh thu. Ví dụ mình đặt mục tiêu doanh thu nhỏ thôi, một ngày 30 triệu. Làm sao để cứ ngày hôm nay mình đạt được cái mục tiêu đó, 10 khách hàng tới và có được 30 triệu doanh thu. Và ngày mai cũng vậy, 10 khách hàng tới, 30 triệu doanh thu. Và mình cứ làm liền như vậy, tức là mình cố gắng để 30 triệu doanh thu một ngày. Có những đơn vị làm dễ, có những đơn vị làm không hề dễ một tí nào, và thậm chí là rất khó. Nhưng ở đây chúng ta phải nói từ đó là làm sao để mình có thể làm được điều đó, mặc dù nó là khó, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ tưởng tượng điều này này: ngày hôm nay đạt được, ngày mai đạt được, ngày hôm sau đạt được, đúng không ạ? Thì càng ngày đội ngũ của mình nó mới thuần được cái việc đó. Tức là đội ngũ marketing của mình nó cũng biết cách làm sao để kéo được lượng khách hàng như vậy đến một cách đều đặn. Khi mà đội ngũ marketing của mình làm việc chắc chắn rồi, có dữ liệu, thì họ mới làm tốt hơn được ở ngày mai. Và đội ngũ nhân viên gọi điện thoại, rồi đội ngũ nhân viên tư vấn, họ đã quen với cái nhịp đó là tư vấn mỗi một ngày ra được 30 triệu rồi. Họ đã quen được với cái nhịp đó rồi. Đội kỹ thuật viên của mình đã quen với cái nhịp là chăm sóc cái lượng khách hàng lớn như vậy rồi. Thì khi đó mình mới bắt đầu mình đẩy marketing, tức là mình, đội marketing của mình đã ngon nhé. Một ngày mà họ đưa về được 10 khách hàng và đội sale của mình chốt rất ngon lành để ra được khoảng tầm là 30 triệu. Thì mọi bộ phận trong cơ thể, gọi là trong cơ sở của mình, họ đều đang chạy rất trơn tru. Và khi đấy mấy bạn bảo là mấy người marketing này, mấy đồng chí, tăng ngân sách quảng cáo lên cho chị. Nếu mà bạn marketing bằng hình thức đó là quảng cáo Facebook hoặc quảng cáo một hình thức nào đó, tăng tiền lên, trả tiền nhiều hơn, thì ngay lập tức là khách hàng của chúng ta sẽ đông hàng, đông hơn rất là nhiều. Tôi nói cái đoạn này là để làm gì? Tôi nói cái đoạn trước là để làm gì? Là để chúng ta gọi là chuẩn bị được cái việc là đông khách. Đông khách là sale phải sale được, nếu không là lỗ. Đông khách mà sale không tư vấn được nha, là lỗ chổng vó luôn. Rồi là đông khách mà nhân viên của mình không phục vụ được, đứa nào nó chán quá nó bỏ là mình chết luôn rồi. Tuyển nhân viên rất khó, tuyển kỹ thuật viên cực kỳ khó, thế là mình cũng mệt mỏi luôn. Thế cho nên là trước khi đông khách là mình cần phải chuẩn bị đội ngũ, nội bộ của mình làm thật tốt vào. Còn làm thế nào để đông khách hàng hơn? Đơn giản thôi, làm marketing. Nếu bạn có tiền thì bạn chạy quảng cáo Facebook, bỏ tiền ra để chạy quảng cáo Facebook. Ngày mình chạy 500.000, nếu mà nhỏ ngày chạy 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu thì 4-5 triệu gì đó là mình là một cái cơ sở to hơn nữa rồi. Và đội ngũ làm việc hiệu quả, chốt sale được ra tiền rồi, thì mình chạy bằng tiền. Còn nếu mà mình nhỏ hơn nữa, mình đang chưa có đủ điều kiện để mình chạy marketing, hoặc mình chưa hiểu marketing là như thế nào cả, thì mình chăm chỉ đăng bài lên Facebook, đăng bài lên trên các hội nhóm, chăm chỉ live stream, chăm chỉ quay video giống như tôi này, chăm chỉ rồi đăng lên trên YouTube để xây dựng thương hiệu. Rồi một ngày nào đó khách hàng tìm kiếm được chúng ta là họ sẽ biết đến và họ đến với chúng ta. Hoặc đơn giản là mình, khi mình chăm chỉ và mình chia sẻ những nội dung rất hấp dẫn, ví dụ như các bạn tặng những buổi trải nghiệm
bình thường mình làm miễn phí, bên mình không làm miễn phí, mình bảo là trả 10 ngàn thôi. Thế đôi khi người ta vì trả tiền thì người ta dễ tin hơn là miễn phí. 10 ngàn để được trải nghiệm một cái liệu trình nào đó, 20 ngàn để được trải nghiệm một cái liệu trình nào đó. Và sau đó mình đăng thật lên nhiều trang, mà đăng lên trang cá nhân của mình, đăng lên kênh YouTube, đăng lên trang fanpage, đăng lên group, đăng lên rất là nhiều những group khác nhau. Đăng lên thật nhiều, mình đi giải tờ rơi, đúng không ạ? Mình gọi điện thoại cho người thân, mình nhờ người khác chuyển miệng. Nói chung là mình làm đủ mọi cách. Nếu mà bạn không có tiền để chạy quảng cáo Facebook thì bạn phải làm đủ mọi cách ở những kênh miễn phí. Và có một điều là như thế này này, rất là nhiều bạn đi học tôi, những cái chương trình đào tạo của tôi về, mới học về năng lượng rất cao, năng lượng rất cao, hùng hổ, thì các bạn bắt đầu là đạt được hiệu quả rất là cao. Nhưng chỉ sau đó khoảng tầm 1 tháng thôi là mọi thứ nó lại trở về cái quỹ đạo cũ, là vắng khách, là nó vẫn hoàn vắng khách. Thế đó là gì? Vì sao lại là nguyên nhân là như vậy? Vì sao đi học rồi mà vẫn vắng khách? Thì hiểu điều này, để đi học là có kiến thức, và chắc chắn có kiến thức rồi, có quyển sổ ghi chép nội dung của lớp là lúc nào nó cũng trong nhà mình rồi, thì đó là có kiến thức, đúng không ạ? Và cái số 2 là tôi chia sẻ một cách rất dễ hiểu và thực tế để có thể áp dụng ngay. Thông thường là ngồi trong lớp học là có kết quả ngay rồi. Thế cho nên rằng là có kiến thức, nhưng có kiến thức thôi không đủ để ra được kết quả, mà ra kết quả là phải làm. Thầy dạy thì thầy không giúp ra kết quả được, mà chỉ có trò làm thì trò ra được kết quả, đúng không ạ? Và bây giờ mình lại đã là người không trả tiền cho Facebook. Thế cho nên mình phải đổi bằng mồ hôi, bằng công sức, bằng những quãng thời gian bạn ngồi, bạn viết bài, bạn live stream, bạn quay video, bạn đăng lên trên Facebook. Bạn mời gọi thật nhiều người tham gia vào cái bài viết của bạn, bạn mời gọi thật nhiều người tham gia vào cái live stream của bạn, đúng không ạ? Rồi bạn tổ chức những cái buổi xem chung, bạn phải mời, bạn bỏ công sức ra thì mới làm được. Thế cho nên nếu mà bạn chỉ đăng có 1-2 bài lên Facebook và bạn cảm thấy là chẳng có khách hàng nào tương tác với bạn cả, rồi bạn không làm nữa, thì cuối cùng là chẳng bao giờ có cái gì đâu. Tiền vừa không muốn mất, sức vừa không muốn bỏ, mồ hôi không muốn đổ, xương máu cũng chẳng muốn tốn kém, thì không bao giờ có các bạn nhé. Nếu mình có tiền thì mình trả bằng tiền cho những kênh quảng cáo. Còn nếu mình ít tiền hơn, mình muốn dùng tiền đó để đầu tư cho việc khác, thì mình phải đổi bằng mồ hôi, công sức, thời gian của mình. Bình thường 9 giờ ngủ thì bây giờ mình phải thức nhiều hơn để mình học cách live stream, để mình học cách làm video, để mình ngồi mình học cách viết bài để mình thu hút được khách hàng. Đó, không có tiền thì phải đổi bằng thời gian, đổi bằng sức lực các bạn nha. Và làm thế nào để đông khách bền vững? Đó là ngày nào mình cũng phải marketing, ngày nào cũng phải marketing, ngày nào cũng phải marketing rất chăm chỉ. Ngày nào cũng phải marketing. Giống như các bạn cứ để ý là bi tít, từ cái thủa chúng ta còn bé tí đến bây giờ là họ vẫn quảng cáo liên tục, giày bi tít đấy. Rồi là Coca-Cola, Pepsi từ lúc chúng ta còn chưa biết, đúng không ạ? Chưa biết dậy thì là cái gì, đến bây giờ chúng ta đã gọi là bố mẹ trẻ con hết rồi. Chúng ta vẫn nhìn thấy quảng cáo của Coca-Cola, vẫn thấy quảng cáo của Pepsi, vẫn thấy quảng cáo của Omo. Và khách hàng của họ là ai? Là chính chúng ta, đúng không ạ? Hàng chục triệu, hàng trăm triệu con người trên trái đất này sử dụng sản phẩm của họ hàng ngày. Đó đấy, là đông khách, càng ngày càng đông khách, càng ngày càng đông khách. Và chúng ta cũng vậy thôi, phải chăm chỉ marketing, chăm chỉ marketing. Với tôi ngày nào tôi cũng chăm chỉ làm video như vậy, tôi đăng lên Facebook, tôi đăng lên YouTube, tôi đăng lên rất là nhiều những kênh khác nhau, Zalo, group chat, Facebook, rồi là group. Tôi đăng lên trên đó để cho nhiều người biết đến tôi hơn. Đó, đó là tôi đổi bằng cái việc là tôi không mất tiền, thì tôi phải đổi bằng mồ hôi công sức của mình, là mình ngày nào mình cũng phải làm, để họ biết đến những cái chương trình đào tạo của mình, để họ biết được đến những kinh nghiệm của mình. Đó các bạn nha. Và kết quả của tôi có là gì? Tôi có những học viên trên khắp đất nước này, và tôi cũng có rất là nhiều học viên đến từ những quốc gia khác, là những người Việt sinh sống ở những đất nước khác ở trên thế giới. Đó, thấy các bạn hiểu. Mình muốn có khách hàng bền vững thì mình cần phải chăm chỉ marketing các bạn nha. Và bạn cần phải có thời gian dành cho nó một cách rất là nghiêm túc. Rồi, hãy comment xuống dưới. Hãy comment xuống dưới phần bình luận của video này. Hãy nhớ là học xong thì phải làm ngay thì mới có kết quả được. Hãy nhớ, học xong làm ngay thì mới ra kết quả. Thầy dạy không ra được kết quả đâu các bạn. Và khi chép ngồi nghe không cũng không ra được kết quả. Bạn hãy dành ra khoảng 15 giây thôi, bấm một vài cái phím, bấm xuống, đó là phải chăm chỉ làm marketing. Và khi mà bạn comment vào bài viết của tôi thì cái hình ảnh, cái tên của bạn cũng xuất hiện ở trong bài viết của tôi. Và đó là đã có nhiều người họ bình luận vào đây là họ đã biết được bạn rồi. Và tôi cũng biết được bạn là ai, bạn đang xem cái video này của tôi, và tôi cũng sẽ yêu quý bạn hơn rất là nhiều. Đó, hãy comment xuống dưới là phải chăm chỉ marketing các bạn nha. Và hãy tag tên những người nhân viên
bạn bè, những người chủ spa bạn của các bạn, những người bạn của các bạn đang kinh doanh vào cái bài viết này, nếu mà họ cũng đang có cùng quan tâm giống như chúng ta, để họ có thể học được, họ hiểu được và họ làm được tốt hơn, đúng không ạ? Và nếu mà bạn thấy video này hay thì hãy comment là hay, chia sẻ video này đến những người bạn của mình để họ có thể cùng được học giống như chúng ta. Nếu bạn xem video này ở trên YouTube thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh Nguyễn Xuân Nam và bấm vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất mà tôi làm. Tôi sẽ làm những video hàng ngày và bạn sẽ là người đầu tiên có thể tiếp cận được những cái thông tin, những cái video đó của tôi. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.